Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng và hấp dẫn cho sự phát triển của ngành dịch vụ Logistics, một trong những ngành có vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ các ngành kinh tế, các ngành sản xuất khác nhau và hoạt động thương mại xuất nhập khẩu. Trong thời gian qua, ngành dịch vụ Logistics Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh và mạnh với tốc độ tăng trưởng từ 13 đến 15%. Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của chính phủ, các bộ ngành có liên quan, đặc biệt là Bộ Công Thương, ngành Logistics có tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Theo báo cáo điều tra về chỉ số hoạt động Logistics LPI năm 2018 của Ngân hàng Thế giới WB công bố, Việt Nam được xếp hạng 39 trên 160 nước điều tra, tăng 25 bậc so với hạng 64 vào năm 2016. Hiện ngành Logistics đang phấn đấu tiếp tục tăng lên 5 đến 10 bậc, tức là ở thứ hạng thứ 30, ngang bằng với các nước phát triển. Trong thời gian vừa qua thì ngành dịch vụ Logistics Việt Nam cũng đã có những cái bước phát triển rất là nhanh và mạnh. Với cái tốc độ phát triển hiện nay là lên đến từ 13 đến 15% thì có thể nói ngành dịch vụ Logistics là một trong những cái ngành mà có cái tiềm năng rất là lớn đối với nền kinh tế. Bản thân Logistics đã là một cái ngành dịch vụ, nhưng ngành dịch vụ này nó có một cái vai trò thiết yếu vì nó đã hỗ trợ cho các cái ngành kinh tế, các cái ngành sản xuất khác nhau và cả cái hoạt động thương mại xuất nhập khẩu. Hiện nay là cái hoạt động xuất nhập khẩu cũng như là hoạt động sản xuất lưu thông của hàng hóa ở trong nước của chúng ta rất là mạnh. Thì đấy là một cái cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp dịch vụ Logistics. Tuy nhiên thì Việt Nam chúng ta cũng có những cái điểm lợi thế nữa mà chúng ta cũng chưa khai thác hết. Đó là việc chúng ta có một cái vị trí ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á và có một cái bờ biển rất là dài, có thể làm cái dịch vụ trung chuyển hàng hóa cho các nước láng giềng. Khu công nghiệp Nam Đình Vũ là một khu công nghiệp khá lớn của Hải Phòng, với quy mô lên tới gần 1.330 ha. Đây là khu công nghiệp tổng hợp hiện đang được các nhà đầu tư đánh giá là có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư. Trong khu công nghiệp này có nhiều phân khu, đặc biệt có phân khu về cảng biển và logistics. Phân khu này được xây dựng theo đúng định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng, đó là đưa Hải Phòng thành trung tâm hàng hải logistics của cả phía Bắc, giúp ngành logistics Việt Nam phát triển, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của ngành hàng xuất khẩu Việt Nam. Thì hiện nay chúng tôi đang đầu tư một cái khu công nghiệp khá là lớn tại thành phố Hải Phòng với quy mô là 1.329 ha. Thì cái khu công nghiệp này là khu công nghiệp tổng hợp và hiện nay đang được các nhà đầu tư đánh giá là có rất nhiều lợi thế trong cái thu hút đầu tư. Trong khu công nghiệp này thì chúng tôi quy hoạch có nhiều cái phân khu, đặc biệt là có cái phân khu về cảng biển và logistics. Thì cái việc này thì tôi nghĩ rằng là theo đúng cái định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng, đó là biến Hải Phòng thành một cái trung tâm hàng hải và logistics của cả phía Bắc. Cảng Nam Đình Vũ là một trong những cảng có cơ sở hạ tầng hiện đại nhất khu vực Hải Phòng hiện nay về quy mô, trang thiết bị xếp dỡ tuyến tiền phương cũng như hậu phương và hệ thống kho bãi. Dù mới đi vào khai thác từ tháng 2 năm 2018, nhưng sau 10 tháng đi vào khai thác, cảng Nam Đình Vũ đã đón khoảng 200 chuyến tàu lớn nhỏ đi các tuyến quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông, Thượng Hải, với sản lượng hàng hóa thông quan đạt khoảng 200.000 TEU. Với việc được đầu tư cơ sở tầng rất là tốt, trang thiết bị xếp dỡ hiện đại nhất ở khu vực hiện nay, quy mô rộng lớn và vị trí thuận lợi. Và cái sự thuận lợi ở vị trí là nằm trong khu công nghiệp Nam Đình Vũ với rất nhiều cái ưu đãi, thì ngay trong năm đầu tiên cảng Nam Đình Vũ cũng đã đạt được một cái sản lượng tàu ra vào rất ấn tượng là gần 200 chuyến tàu và sản lượng thông qua là sấp xỉ 200.000 TEU. Đây là trung tâm Logistics Hateco có diện tích gần 13 ha. Nơi đây đang tập trung phát triển thành một trung tâm Logistics theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ 4.0 mang tính tích hợp, đặc biệt là trong ngành thương mại điện tử và chuyển phát nhanh. Bên cạnh đó, Hateco kêu gọi các doanh nghiệp có hàng hóa thông quan xuất nhập khẩu có thể đưa hàng hóa đến đây để thực hiện các dịch vụ hải quan. Chúng tôi đang tập trung để làm trung tâm logistics hiện đại và cũng áp dụng công nghệ 4.0 tại đây. Và mục tiêu của chúng tôi đặt ra đó là một trung tâm logistics tích hợp, để đặc biệt là cho ngành thương mại điện tử và ngành chuyển phát nhanh. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp có hàng hóa thông quan xuất nhập khẩu là có thể đưa hàng đến trung tâm logistics. Trong thời gian vừa qua, ngành dịch vụ logistics Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh và mạnh, trở thành một trong những ngành có tiềm năng rất lớn đối với nền kinh tế. Song, thực trạng ngành logistics hiện nay còn có một số điểm nghẽn.
trước hết là về vấn đề hạ tầng. Mặc dù đã có nhiều cải tiến về hạ tầng cho logistics, đặc biệt là về hạ tầng đường bộ, hàng không, tuy nhiên còn thiếu sự kết nối giữa các phương tiện, các hình thức giao thông vận tải. Chúng ta đang đứng ở mấy cái cảng mà đang phát triển như thế này, nhưng mà nó vẫn còn nhiều cái khâu, nhất là trong về cái khâu về vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường sông và đường sắt thì hiện nay vẫn còn có khó khăn. Những cái khó khăn hạn chế lớn nhất của ngành dịch vụ logistics hiện nay là vấn đề mà cái kết cấu hạ tầng phục vụ cho ngành dịch vụ logistics. Sự thay đổi lớn nhất của ngành logistics trong thời gian qua là thay đổi về mặt nhận thức. Các chính sách đã thể hiện sự quan tâm của chính phủ, các bộ ngành, đặc biệt là quyết định số 200 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, quyết định 708 QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam. Theo đó, Việt Nam phấn đấu tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt 8% đến 10%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 15 đến 20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50 đến 60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16 đến 20% GDP, xếp hạng theo chỉ số năng lực quốc gia về logistics LPI trên thế giới đạt thứ 50 trở lên, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một đầu mối logistics của khu vực và trên thế giới.